cà cấp này hơi khoai đang to là tổ bố. Biết là kinh doanh như chơi trên thao trường, chỗ nào ngon hơn nó liền đem đi bỏ mối. Anh thấy từng keo sơn như thể chỉ để đóng hàng lên bằng phô trương, ai chơi là dở thối. Như thằng côn đồ, như thực chất là ngôn lù, để tập tành để ra giọng cho sống động cơ nhã khói. Không so vần thì lại phân chồng mày tính sao, đừng có mở mồm content gì đó với tao. Lì đòn thì phải chịu để sức ép cao, bao cái tập đấm đang gặm nhấm hết từng nỗi đau. Thả câu vào vùng biển sâu, bay lên ngụp lặng săn màu như là hải âu. Thế là gạch sáp bây giờ như hàng Quảng Châu, nhiều loại tao chẳng biết để đâu. Mà cỡ tao thì phải đưa vô sách đỏ, đấm vào flow nhẹ nhàng này tụng lên như là thác đỏ. Gán lấy cho trôi để bay không bị mắc cổ, đi về ngay còn ngậm bồ hòn thì cỡ này sao mày grab nổi. Và chạm bê ta anh gặp là tương thích, tôn trọng dế chót nhưng mà mày có thích. Tao biết là tinh thần thường đa dựng rất ít, đa số là làm màu với cặp mắt kính. Lên mạng thì thương cha nhưng đánh mẹ, để mày đau lòng rồi mày quay ra mày đánh bà. Thấy cũng chịu nghĩ đồng thời ghi âm nó đúng lẹ, kêu thằng anh tao qua mà còn chơi dơ cũng khá nha. Em mày nóc chơi đồ phòng họp bên trong thì chắc kịp. Thương mày thẳng quá chắc cổng tiếng bịp, mày nghe thẳng quá chắc cổng tiếng bịp. Tiếng mày vang xa cũng là cái tiếng bịp. Đi qua chu cây này tao không ngại dấm, cho thằng cu còn hôm nay tập ngậm rái. Đưa mày lên cao thằng em mày thầm khoái, rồi tương lai ra sau đầu nó mày ngồi đái. Đi qua chu cây này tao không ngại dấm, cho thằng cu còn hôm nay tập ngậm rái. Đưa mày lên cao thằng em mày thầm khoái, rồi tương lai ra sau đầu nó mày ngồi đái. Từ từ chả còn gì bất ngờ hết, kẻ đóng vai cay rồi cũng muốn bợ. Đâu ai là chỉ đứng im đâu mà chỉ đứng im khi căn phòng này quá chật. Hình thái tao làm chỉ mông lung với cái vẻ ung dung, vì tao làm đúng luật. Giao cho anh Coca sẽ xếp lại kéo cái cây ra đi, em muốn nó mất gốc vì đêm dài rồi cũng lắm mộng. Luyện lên ranh bậc thầy thì cũng là lúc nó quay sang bậc thầy. Như trên One Piece dù mày mang đi cũng đéo có ý chí đó đâu, xin hãy giữ hình tượng cho nhân vật này. Còn mà sự xích đó tao lọc vào trong cổ mày thì cũng là lúc tụi tao kêu mày là cày. Không có ai phước chén cơm manh áo ra đường khi chứng kiến cảnh bả phải thiêu thụ hàng ngày. Xách ba lô và đi 2023 casting rap Việt. Tao biết ai cũng muốn tạo dấu ấn riêng, còn với nó thì nó muốn tạo khác biệt. Mấy thằng em ở nhà yên tâm, anh là quái kiệt. Chắc luôn on my hai câu đi về với tao thì nó cũng ác liệt đây. Vì như mày tao nghĩ chỉ nên nằm ngoài giữ xe, hay là bán bò bía phụ ông bà già mày thì thôi. Tao nói nó khỏe re, ba cọc ba đồng cũng đủ hài lòng. Đêm về làm nhạc tâm hồn nó thảnh thơi. Còn mà muốn đu cao thì xây lại cái mầm móng đi, rồi mày hả chơi. Thế là không vui nên tao đi la cà. You know. Thank God. Má, vậy cái lồn thật. Thề, để có thằng artist nào hay cái thằng member nào á mà mày ở trong team á, mày muốn phát triển cái team á, mà mày âm thầm mày muốn lật đổ cái thằng leader hay là cái thằng founder trong team hết đó ba. Hài với cái lồn thật. Nhìn cái danh sách team mà nó hoạt động á, xong rồi nó out á, tao hỏi lại với mấy anh em đó, thề má thằng nào cũng bựa với nó. Nào là XDG nè, Double B nè, Baby Star, giờ thì Playboy Trip hả? No God, please, xin mày, please. Playboy Chip, respect hết những gì mày làm mà con hit. Chỉ nói mày cẩn trọng với cái thằng đang bưng đít mày. Mỗi thứ sẽ lặp lại như là Happy Death Day. Đi cả bầy thì làm trò thân thiết, xa chơi là trở mặt làm người công điếc. Bệnh nó nan y đó không phải là cảm vặt, thấy nói cũng tận như mặt trận Covid vậy. Đầm đặc căng tràn như nguồn sống anh lắm lúc cũng như gã hai mang. Hay dung túng tao làm nhiều điều xấu, lương tâm này rằng vặt liệu đã ai mang. Thay cái áo mới rồi đặt mặc áo cũ, âu đen bê lê của vùng đất Kiên Giang. Tao tặng mày đầu heo cho cái ngày mày trở lại đây, gọi là phần quà cho kẻ phản bội miên man. Trời ơi, ranh giới của tự tâm và ảo tưởng, có cảm nhận thấu lòi bước mặt của đời con. Thời trang trang sẽ có phát lòi, giá trị có nhờ tước đoạt từ người khôn. Mà người khôn hay ăn nói nửa chừng, làm cho có thở dài nửa mừng nửa lo. Nên khi ra được còn làm cho như chảy hội, nhưng mà có mỗi tờ cái hội này nó trả to. Nên có phải lòng dạ thâm độc, theo tới tuyến hóa chủng loại của Dark Queen. Kiếm cho ẩn nấu nào đủ để bao bọc cho con sinh tồn thì cỡ nào còn trả sinh. Bước vào trong show con nhìn ngang ngó dọc, viết vơ để diễn bài đít thằng chủ show. Tính con nóng mà nhạc con nó cũng dính y như là nhựa đường đang nằm chờ hủ lô chỉ để lót thôi. Thấy mày tội tao thương thì thương cho chót nè. Nằm sẵn ra tao còn cho ro cho vọt, xong còn xoay thêm vài vòng cho dây cốt. Để mày thả ga đi lượn tìm người đâm thọt. Bản tính này xong mà dời được hả cốt. Nhìn nhận lại thì
tao thấy mày đang mai một. Từ một thằng tao thấy làm em bơ tốt, giờ thành bãi mìn của cộng đồng đang xanh tốt. Wanna be, tay thì to, chơi như là chưa từng được chơi không từ bi. Nếu như mà môn này phần kết tận cạnh công thì lời nói mang sức nặng liệu có nếu được càng khôn. Tao phải trở thành cái gì đó khác chứ không để bị khai thác như mấy thằng là quặng nhôm. Nói thì dễ chứ mình làm thì khó, em mấy thằng nó lô kỳ là lô kỳ nó tự tôn. Wanna be, tay thì to, chơi như là chưa từng được chơi không từ bi. Nếu như mà môn này phần kết tận cạnh công thì lời nói mang sức nặng liệu có nếu được càng khôn. Tao phải trở thành cái gì đó khác chứ không để bị khai thác như mấy thằng là quặng nhôm. Nói thì dễ chứ mình làm thì khó, em mấy thằng nó lô kỳ là lô kỳ nó tự tôn. Lỗi mấy anh em playboy chip, thì tao lôi mấy anh em cho cái chuyện này. Nhưng mà tao mong mấy anh em nhận ra thôi. Mà hình như anh em nhận ra rồi vậy. Hình như là vậy á.